Xin kính chào các bạn thân mến, hôm nay có dịp quay miệng chậu. Mình sẽ giới thiệu cùng các bạn thật chi tiết cách quay miệng chậu cho các bạn cùng tham khảo. Thông thường sau 1 đến 2 ngày, chúng ta tiến hành lật chậu và vệ sinh lòng cát trong chậu. Vệ sinh cát trong lòng chậu cho thật sạch. Chúng ta tiến hành sau khi vệ sinh cát trong lòng chậu cho thật sạch, chúng ta tiến hành đặt chậu lên bàn quay miệng chậu. Tùy vào chậu lớn hay nhỏ mà chúng ta cần 1 đến 2 người hoặc nhiều người để khiêng đặt chậu lên bàn quay miệng. Dùng một miếng đá mài để mài xung quanh miệng chậu cho bớt đi những phần dư gồ ghề không cần thiết, để cho lưỡi dao chúng ta khi quay được thông thoáng hơn, không bị vướng víu. Với phần hồ để quay miệng chậu, chúng ta dùng tỷ lệ là hồ 1, 1 xi măng cộng với 1 cát, trộn xi măng và cát cho đều, và chúng ta cho nước vào từ từ sao cho hỗn hợp không quá lỏng và cũng không quá khô. Quá lỏng thì khi chúng ta trải lên trên miệng chậu nó sẽ chảy, và khô thì nó sẽ không quay được. Tiến hành đặt cần quay vào bàn quay và ráp lưỡi dao sao cho lưỡi dao không bị cọm vào miệng chậu. Thì chúng ta quay một vòng lưỡi dao thông thoáng và được là được. Khoảng cách của lưỡi dao và miệng không quá cao, vì quá cao quá sẽ mất thời gian quay và tốn hồ xi măng. Chúng ta tiến hành trải một lớp hồ lên miệng chậu. Lưu ý miệng chậu này cũng không được quá khô, vì vậy chúng ta phải giữ ẩm hoặc là tưới nước cho miệng chậu đủ nước, chúng ta mới tiến hành quay miệng chậu. Sau khi trải một lớp hồ ướt, chúng ta quay lưỡi dao 1 đến 2 vòng. Tiến hành rắc một lớp xi măng khô để hút bớt nước của lớp hồ ướt, và chúng ta trải một ít hồ ướt lên, rắc đều xung quanh miệng chậu
quay 1 đến 2 vòng. Và lại lặp lại việc rắc xi măng khô lần thứ hai, và lại trải một lớp hồ ướt lần thứ hai lên lớp hồ xi măng khô, quay vài vòng cho đến khi bề mặt miệng chậu được đẹp là được. Lấy cần quay miệng ra khỏi miệng chậu và dùng một con dao nhỏ để cắt bớt phần hầu dư ở vừa trong lòng chậu. Nếu mà trong lòng chậu nó khô hoặc là ít bị khô, chúng ta tưới thêm một ít nước cho lòng chậu đủ ẩm, rồi chúng ta tiến hành dùng một cây cọ để quét hồ trong lòng chậu. Khi thấy lòng chậu được phủ đầy lớp hồ một và tươm tất là được. Chúng ta có thể đặt lưỡi dao quay miệng vào để quay lại một lần cuối để làm đẹp miệng chậu lần cuối. Sau khi quay miệng chậu xong, chúng ta giữ chậu ở trong mát bảo dưỡng khoảng một ngày. Hôm sau là chúng ta có thể tiến hành đem phơi nắng và
có thể sơn màu cho chậu được. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Kính chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và vạn sự như ý. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn cũng có thể xem lại những video cũ hơn trong kênh này để hiểu hơn về việc làm chậu. Xin tạm biệt tất cả các bạn.